sửa kích điện Shure 1500 nhá. Đấy, dòng kích này quá phổ thông anh em hay dùng rồi. Mẫu này đang là mẫu phổ thông nhất hiện nay đấy, dòng 12V 1500 VA, công suất nó chạy tầm khoảng 1000W tối đa nhá. Ở đây đang clip mình đang quay là test trên một cái bình 12V này, một bình này, một cái át này và một cái kích nhá, cộng với cả một bộ đo, lắp lên hai bóng đèn để test thử cho anh em nhé. Chiếc ngày đầu tiên nguyên bản là đang bị cháy cái bo dao động và chết toàn bộ cái dàn công suất đầu ra IGBT lái, thì đã thay toàn bộ bo dao động và thay cả IGBT lái tất luôn rồi, chạy test lại rồi, đang test thử nhé. Ở đây mình lắp là hai bóng không, mỗi bóng 40 nhá, thì nó sẽ ra tầm khoảng 81W là chuẩn luôn đấy. Đấy, điện là ra 227V nhé. Dòng này anh em chạy thì phải chú ý một cái quan trọng nhất cho mình là khi sử dụng ấy, là không được để cho nó bị chập chờn điện đầu vào, tức là đầu vào này này là phải kẹp chặt cho mình. Bình nhiều anh là hay dùng cái kẹp càng cua kẹp ấy, nó không chắc đâu, nhìn thì hay thôi nhưng mà không chắc. Anh em muốn dùng tốt nhất là dùng cái át như này, tắt nó đi, sau đó anh em dùng cái đầu bắt cốt ấy, bắt chặt cho mình thì là đảm bảo được cái dòng nạp xả khỏe và an toàn, không tránh mô ve tiếp địa. Đấy, sau đó là đầu ra thì cắm cho mình cái phích cắm, dùng loại ổ cắm to ấy, thì nó có cái cục đồng to, đầu to cái đầu xiên này thì anh lắp vào nó sẽ chặt. Đấy, còn ông nào muốn bền hơn nữa thì lắp cho mình cái này. Đây, cái này là thiết bị giúp giới hạn công suất. Đấy, anh em có thể giới hạn được cái máy này, tức là máy này 1500 thì anh em giới hạn cho nó 700-800 thì nó bền. Thì ở trong nó không có tích hợp sẵn giới hạn đâu. Đấy, cái phần mà nổ, phần công suất đầu ra này thì một là bị chập điện, hai là bị quá công suất, nên hai bệnh nó hay hỏng liên quan đến cái dòng này. Anh em chỉ cần xử lý xong này thì bền lắm. Sau một khoảng thời gian dùng tầm 3-6 tháng thì anh em sẽ tháo ra vệ sinh lại cho mình hệ thống, vệ sinh lại quạt rồi vệ sinh lại mạch bởi vì bụi nó vào. Thế là dùng liên tục nhé thì vệ sinh, còn nếu mà dùng ít ấy thì cho vào tủ cất thì ok không sao cả, nhưng mà tủ cất thì dòng này nó hay bị mốc anh em ạ. Tức là đã dùng rồi là hay bị mốc mạch. Ở chỗ mình thời tiết nó khí hậu nóng ẩm mà. Nếu ở trong Nam ấy thì có thể đỡ, nhưng ngoài Bắc này thì có một mùa ẩm thì ra là nếu mà đồ mà không chạy ấy, để nguyên như thế nó hay bị tính, tức là bị nóng ẩm. Anh em khuyên các anh em nào mà muốn dùng ấy, thì là nên để bộ này ở vị trí là cất đi, đóng kín lại và hút ẩm. Còn nếu mà muốn để dùng bật điện ngâm nhà thì cũng được, máy sẽ rất ấm, thì để không chạy thì hay bị tình trạng là kiến giếc nó chui vào làm tổ bởi vì nó ấm mà. Thế có hai cái bệnh cơ bản thôi. Đấy, tức là đầu vào, đầu ra và trong máy, đây là hết thôi. Treo lên và dùng thôi, chỗ thoáng mát là xong. Những lỗi hay bị xử lý dòng này. Dòng này hỏng thì nó lại hay bị hỏng ở phần là cái bo dao động và cái IGBT công suất. Tại sao hay bị lỗi này? Cái lỗi này đã nghe là ít bị lắm, nhưng mà bây giờ nó hay bị xảy ra hơn. Nó xảy ra là do nguyên nhân là cái đầu ra của anh em này. Cái dòng này này, kia là cái bo nó chỉ kiểu như là ngày xưa anh em dùng nó hay gọi là máy cơ ấy. Là nó cứ tạo dao động ra và nó phát ra điện 220 để anh em dùng. Thì một số anh em là máy 7-800 thì lại cứ lắp mấy con kiểu như máy bơm ấy, nó có dòng hoạt động nó cao quá, nó kích lên thành ra là máy nó sốc điện là nó toàn ngõm rồi. Đấy, chết phần dao động. Và một số là có khi là đang dùng này, không để ý dây dạng nó chậm nhau, nó chạm vào nhau ấy. Nó chậm một cái là nó lổ công suất và nó lổ hết cả bao dao động trong. Đấy là những bệnh hay bị. Hoặc một số anh em là cắm con này vào hệ thống điện trong nhà dùng, sau đó là điện lưới có trở lại thì không để ý, điện nó xông vào cái thế là thôi hỏng luôn anh em ạ. Đấy là hai bệnh chính hay bị của dòng này. Còn hết sau ấy thì chả còn gì nữa cả. Đấy, hai bệnh chính hay bị hỏng thôi nhá. Đấy, anh em dùng phải chú ý những cái bệnh nhá. Còn ở đây là đang test cho anh khách. Đấy, kích sửa xong rồi thì test thôi. Test chạy tốt thì bắt đầu gửi về. Đấy, quay luôn, một là để anh em chú ý dùng, hai là để cho anh em biết những cái nó hay hỏng, và thứ ba là để test về để cho anh khách anh ấy biết là nó đang hoạt động tốt. Đấy, đồng hồ báo chính xác chuẩn nhân nhá. Đấy, xong, ok. Bàn giao. Chiếc này dùng xong tắt đi nhá, thì anh em phải tắt át cho mình. Tắt cái núm này, tắt át xong anh em gạt át tắt xong, cấp điện DC anh em gạt cái công tắc lên để cho nó xả bớt điện đi nhá. Anh em nhìn này. Tắt này. Chuẩn chưa? Và lên này. Đấy, cho nó xả bớt điện đi nhá.
Nó xả xong một cái thì là hết điện thì bắt đầu là ta rút tháo vít cắm nó xong rồi.